Sao nhí đình đám Hollywood bị bắt vào viện tâm thần, khỏa thân trên phố, quá khứ lẫy lừng thế nào? Amanda Bynet bị áp giải tới đồn cảnh sát để giám định sức khỏe tâm thần. Trước đó, Amanda Bynet lên cơn loạn thần xuất hiện khỏa thân trên phố. Truyền thông đưa tin nữ diễn viên Amanda Bynet vừa bị cảnh sát ở Los Angeles bắt giữ tại nhà riêng. Lực lượng chức năng sẽ đưa nữ diễn viên đi giám định sức khỏe tâm thần dù cô xuất viện cách đây không lâu. Theo nguồn tin của Basic, sở cảnh sát Los Angeles nhận được cuộc gọi từ người dân địa phương về tình trạng của Amanda Bynet. Sau đó, cảnh sát đã có mặt để áp giải nữ diễn viên tới trụ sở. Nữ diễn viên trông bình tĩnh khi nói chuyện với cảnh sát. Cô bị còng hai tay và áp giải lên xe để về đồn. TMZ trích dẫn lời của một người chứng kiến sự việc. Đây là lần thứ hai trong vài tháng qua vấn đề sức khỏe tâm thần của Bynet trở nên trầm trọng. Hồi tháng 3, cô được đưa vào trại tâm thần sau khi khỏa thân đi lang thang trên đường phố Los Angeles. Một nhân chứng đã nói với TMZ vào thời điểm đó rằng ngôi sao 37 tuổi, người từng được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực, đã vẫy một chiếc ô tô trong trạng thái khỏa thân và nói với tài xế rằng mình đang rối loạn tâm thần. Sau đó, cựu diễn viên tự gọi 911 và được đưa đến đồn cảnh sát gần đó. Tại đây, một chuyên gia sức khỏe tâm thần xác định cô cần được giám sát và đánh giá ít nhất 72 giờ tại một bệnh viện tâm thần. Paul Michael, cựu hôn phu của nữ diễn viên, nói riêng với Basic rằng Bynet đã bỏ thuốc được một thời gian và hành xử rất hoang dã. Hơn 3 tuần sau, Bynet được thả ra khỏi cơ sở điều trị tâm thần. Ngôi sao Amanda Show được cho là bắt đầu điều trị ngoại trú vào tháng 4 và vẫn ở nhà vì muốn duy trì sự độc lập của mình. Song sự việc lần này cho thấy sức khỏe tâm thần của Amanda Bynet vẫn chưa ổn định. Nữ diễn viên có tiền sử rối loạn lưỡng cực, nghiện ngập, phải đi cai nghiện nhiều lần. Từ năm 2013 đến 2022, Bynet được mẹ giám hộ. Sinh năm 1986, Amanda Bynet từng được xem là sao nhí thành công và có khả năng tiến xa hơn nữa trong ngành điện ảnh Hollywood. Người đẹp được đánh giá cao nhờ lối diễn xuất tự nhiên, hài hước và vô cùng nhí nhảnh. Tham gia đóng phim từ năm 7 tuổi nhưng tên tuổi của Amanda Bynet thực sự được biết đến sau khi cô tham gia phim Vua Nói Dối 2002. Năm 2010, Bynet bắt đầu quay bộ phim hài Homebody nhưng lại bỏ ngang. Vào tháng 7 cùng năm, Amanda Bynet gây sốc khi tuyên bố nghỉ hưu, rời khỏi Hollywood khi mới 24. Đây được xem là độ tuổi đẹp và rực rỡ nhất của một nữ diễn viên. Theo Amanda Bynet, nghiệp diễn viên không vui vẻ như mọi người nghĩ và cô cảm thấy không còn hứng thú với việc diễn xuất nữa. Sau khi nghỉ hưu, công chúng không còn nghe được bất cứ tin tức nào liên quan tới Amanda Bynet nữa. Vào năm 2012, cuộc sống của Amanda Bynet gây sự chú ý lớn khi cô bị bắt vì nghi sử dụng rượu và chất cấm lúc lái xe. Người đẹp không nhận tội nhưng vẫn bị tòa án buộc hai tội nhẹ là đụng xe và bỏ chạy. Sang tới năm 2013, Amanda Bynet lại phải chịu quản chế tạm thời do gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần và sử dụng chất kích thích thường xuyên. Quyết định quản chế được đưa ra một tháng sau khi Amanda Bynet bị tạm giữ vì phóng hỏa một ngôi nhà ở Thousand Oaks, California. Khi cảnh sát trò chuyện với cô, họ quyết định phải để ngôi sao 8X vào bệnh viện kiểm tra vì nghi ngờ cô có dấu hiệu của tâm thần không bình thường. Amanda Bynet thường xuyên sử dụng chất cấm, có hành động lạ và rất hay gây gổ. Nữ diễn viên cũng đã cắt đứt liên lạc với người thân dù mọi người đều muốn giúp đỡ cô vượt qua chứng bệnh của mình. Tới năm 2018, khi xuất hiện trong bài phỏng vấn trên tạp chí Paper, Amanda Bynet nói rằng bản thân không có mục đích sống. Amanda Bynet chia sẻ, tôi đã làm việc cả đời và bây giờ tôi không làm gì cả. Tôi có rất nhiều thời gian trong tay và tôi sẽ thức dậy và bị ném đá cả ngày theo đúng nghĩa đen. Tôi đã giao du với một đám đông tồi tệ hơn và bản thân bị cô lập rất nhiều. Tôi thực sự bắt đầu sử dụng chất cấm và nó trở thành một thế giới thực sự đen tối, buồn bã đối với tôi.